Một con mèo con đang cố hét lên để kêu cứu, nhưng dù cho nó cố gắng thế nào đi chăng nữa, vẫn không thể thoát khỏi bức tường sáng bóng này. Nhìn thấy con mèo con vất vả lắm mới leo lên được, bà chủ lại nhấc nó trở về. Bây giờ con mèo con không còn sức nữa, nó chỉ có thể gầm gừ, hy vọng sẽ có người tốt nghe thấy và tới cứu nó. Hóa ra con mèo con này rất nghịch ngợm, luôn thích chơi đùa bên bồn tắm. Bà chủ đã dạy bảo nó rất nhiều lần nhưng nó không chịu nghe. Vì vậy, để trừng phạt con mèo, bà chủ đã cho nó vào trong bồn tắm. Nhưng điều này đã khiến mèo con sợ hãi, đến mức liên tục kêu meo meo với bà chủ, hy vọng bà chủ có thể giúp đỡ mình. Nhưng bà chủ muốn cho nó một bài học nhớ đời, cho nên dù thấy mèo con kêu cứu cũng phớt lờ đi. Mèo con thấy không còn hy vọng được giúp đỡ, bèn quyết định tự dựa vào sức mình rời khỏi đây. Nó đến bên thành bồn tắm và nhảy ra, nhưng mèo con tội nghiệp dù đã cố hết sức, vẫn không thể nhảy ra được. May mắn là mèo con không bỏ cuộc, lần này nó đã điều chỉnh tư thế, sau đó lùi lại hai bước, rồi nhảy qua phần thấp nhất của thành bồn tắm. Nhưng đáng tiếc là nó đã thất bại. Hai lần thất bại khiến mèo con vô cùng buồn bã. Nó mở to hai mắt nhìn chủ nhân, dường như đang nói với chủ nhân mình biết sai rồi, hãy tha thứ cho nó. Nhìn bộ dáng đáng thương của mèo con, tôi không khỏi muốn bước tới cứu nó. Lúc này ai muốn giúp mèo con hãy để lại bình luận bên dưới. Nhưng bà chủ vẫn chưa tha cho nó. Mèo con sắp khóc tới nơi rồi. May mắn là lúc này ông chủ phát hiện ra mèo con bị nhốt, nên đã đưa tay ra cứu nó lên. Chú mèo con được giải cứu vẫn không ngừng kêu lên. Có lẽ nó thực sự nhận ra mình đã sai. Mèo con như một người mắc sai lầm, trốn trong tay ông chủ không ngừng làm nũng. Ông chủ cũng đưa tay vuốt ve nó, nhẹ nhàng nói với nó rằng không cần lo lắng. Bà chủ ở bên cạnh thấy mèo con đã biết lỗi, chủ động lấy đồ ăn vặt ra trấn an nó. Mèo con vừa nhìn thấy thức ăn liền ăn từng miếng lớn, dường như đã sớm quên mất chuyện không vui vừa rồi. Mặc dù bà chủ rất nghiêm khắc với mèo con, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng là muốn tốt cho nó. Thường xuyên ra gần nước chơi cũng rất nguy hiểm, nhưng tin rằng sau khi trải qua chuyện này, mèo con chắc chắn sẽ không đến gần bồn tắm nữa, nhất định sẽ trở thành một chú mèo con ngoan ngoãn. Có thể bạn không tin, mỗi ngày con mèo này đều tới đây và lấy đi mười mấy miếng thịt ba chỉ, nhưng bản thân nó lại chưa từng ăn một miếng. Người phụ nữ này mở một tiệm thịt nướng ở đây, nhưng mỗi ngày đều bị con mèo nhỏ này quấy rầy. Nếu không cho thịt ăn, nó sẽ đứng trước cửa kêu meo meo không ngừng, mỗi lần phải lấy vài miếng thịt mới thỏa mãn. Không chỉ như thế, nó cũng rất kén chọn, chỉ thích thịt ba chỉ nướng thôi. Sau khi con mèo lấy đi ba miếng thịt, lại một lần nữa chạy trở về tiếp tục ở cửa chờ đợi. Lúc này bà chủ lấy ruột lợn từ trong tủ lạnh ra, sau khi chiên qua liền đưa cho nó. Con mèo nhìn thấy liền tiến lên ngửi ngửi, trong nháy mắt bị mùi vị kỳ quái dọa đến xoay người bỏ chạy. Cái mùi này thật kinh khủng, con mèo này từ chối không chịu ăn. Con mèo này cũng thật kén chọn, sau đó cô gái có gọi thế nào nó cũng không chịu đến. Không còn cách nào khác, cô ấy chỉ có thể đi vào nhà bếp và lấy ra vài miếng thịt lợn. Con mèo ngửi thấy mùi hương và chạy đến, nhưng nó không hề ăn ngay lập tức, mà chỉ công một miếng thịt rồi chạy đi. Nó muốn đi đâu? Bà chủ nói, nếu nó tự ăn, ba miếng thịt vừa rồi là đủ rồi. Tại sao nó vẫn tiếp tục đến xin ăn? Để tìm ra sự thật, chúng tôi cài đặt máy quay ở những nơi mà con mèo thường xuyên đi qua. Hóa ra mỗi lần nó lấy thức ăn từ quán thịt nướng, đều sẽ chạy đến sườn đồi phía sau ngôi nhà. Đột nhiên bốn con mèo con xuất hiện, nhận lấy miếng thịt mèo mẹ đem về và ăn nó. Hóa ra mỗi lần nó lấy thức ăn đều không phải vì bản thân nó, tất cả đều là dành cho con của nó. Nhìn chúng lớn lên từng ngày, mèo mẹ rất là hài lòng. Và thông thường, khi mèo con được 3 tháng tuổi, chúng có thể sống một mình mà không có mẹ. Nhưng những con này rõ ràng đã lớn đến thế rồi, tại sao vẫn cần mèo mẹ nuôi dưỡng? Sau đó tôi nghe người đàn ông này nói, mèo mẹ đã sinh ra một lứa mèo con trước đó, bởi vì đường đi đến tiệm nướng thịt phải đi qua con đường này. Có rất nhiều xe ở đây, có thể chúng bị tai nạn khi đang băng qua đường, không có con mèo con nào còn sống sót. Vì vậy mèo mẹ rất yêu thương lứa mèo con này. Mặc dù chúng đã lớn như thế này rồi, nhưng mèo mẹ vẫn đi kiếm thức ăn cho chúng mỗi ngày. Hai ngày sau một bi kịch đã xảy ra. Ngày hôm đó như thường lệ người đàn ông đem thức ăn đến cho lũ mèo, nhưng lại phát hiện số lượng mèo con không chính xác. Vốn dĩ là 4 con nhưng bây giờ lại thiếu mất 1 con. Người chủ tiệm thịt nướng nghe thấy tin tức này, đã cùng các nhân viên ra ngoài tìm kiếm, cuối cùng ở trong ổ của chúng, tìm thấy con mèo con này. Lúc ấy con mèo con này đã mất đi sự sống. Sau đó, bà chủ đột nhiên nhớ lại, đã có một con mèo mặt đen luôn theo dõi chúng, và nhiều lần gây rắc rối cho đám mèo con. Liệu cái chết của mèo con có liên quan đến con mèo đen này không? Sau đó, họ đưa con mèo con đến bệnh viện thú y gần đó. Sau một loạt các xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện ra ruột của mèo con đầy vi khuẩn. Cái chết của mèo con có thể là do viêm ruột. Đây là một căn bệnh rất phổ biến ở những con mèo lang thang, không phải do con mèo đen. Sau đó, họ đem cả mèo mẹ và 3 con mèo con tới kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy mèo mẹ vẫn bình thường, nhưng 3 con mèo con đều bị lây nhiễm ở mức độ khác nhau. Nhưng may mắn là đã được phát hiện kịp thời.
nếu không thì cả ba con mèo con cũng sẽ chết. Sau khi xong việc, bà chủ đến thăm con mèo mẹ. Bà quyết định nhận nuôi chúng, hy vọng có thể cung cấp cho chúng một ngôi nhà ấm cúng và giúp mèo mẹ bù đắp nỗi đau mất đi con cái. Cô gái này khi đang ngủ thì bất ngờ từ đâu một con mèo chạy tới. Nó tiến lên người người, hành động cẩn thận như đang thăm dò. Có lẽ vì bộ râu của nó chạm vào cô gái. Cô gái nhắm mắt lại và đuổi con mèo đi, nhưng con mèo không hề đi xa. Nó vòng một vòng rồi lại quay lại và vẫn với tư thế cũ, chĩa đuôi thẳng vào mặt cô gái. Sau đó nó bỏ đi như không có gì xảy ra. Cô gái từ dưới gối lấy ra một chiếc khăn giấy đã chuẩn bị sẵn, chùi một chút, sau đó đứng dậy và đuổi con mèo đi, rồi nằm xuống ngủ một lần nữa. Chuyện này xảy ra thường xuyên, nhưng điều mà cô không ngờ tới là con mèo lại lặng lẽ quay trở lại và vẫn là cùng một động tác như trước. Nhưng may mắn là lần này người phụ nữ đã phát hiện ra kịp thời. Cô ấy nhanh chóng đẩy nó ra chỗ khác. Cô đứng dậy khỏi giường, bật đèn lên và nhận ra rằng mọi việc đã quá muộn. Trên gối của cô ấy xuất hiện một loại chất lỏng mà cô ấy cũng không biết là gì. Cô gái đã lấy giấy lau gối rồi đưa lên trước mặt con mèo, để nó cảm nhận thử mùi hương đó. Cô gái nói, chuyện này xảy ra gần như mỗi đêm, có lúc còn văng lên cả miệng và mũi của cô ấy. Nhưng chuyện này chỉ xảy ra vào ban đêm, sau khi bình minh, nó lại là một con mèo, rất hiền lành. Ông chủ của nó thường chạy xe máy để đi làm, và nó nằm trên vai ông chủ của nó. Hai vợ chồng là chủ của một quán cơm, họ mang mèo con đến cửa hàng chơi mỗi ngày. Mèo nhìn thấy bà chủ của nó cũng rất thân thiện, nhưng vào buổi tối, nó hoàn toàn thay đổi. Ông chủ rất đau đầu vì nó. Sau khi tan làm, họ cùng nhau trở về nhà. Tất cả thú cưng trong nhà đều ra ngoài để chào đón họ. Lớn nhỏ có tới mấy chục con, không chỉ có mèo, mà còn có cả chó. Ông chủ nói chúng đều là chó hoang. Ông thấy chúng đáng thương, liền đem chúng về nhà nuôi dưỡng. Trong đó có chú mèo tên Kaka. Hai vị chủ nhân đối với nó đều đặc biệt quan tâm, chăm sóc nó tốt hơn những con khác. Thì ra là vào một ngày 3 năm trước, khi Kaka được tìm thấy trong bãi đỗ xe, khi ấy nó đang trong tình trạng nguy kịch. Không đành lòng để nó như vậy, vợ chồng họ đã quyết định đưa nó về nhà và chăm sóc nó cẩn thận. Và rồi với sự chăm sóc của họ, sức khỏe của Kaka đã được cải thiện. Đó là lý do từ nhỏ đến lớn, họ luôn đối với nó đặc biệt quan tâm. Nhưng điều khiến họ đau đầu nhất bây giờ là Kaka sẽ đến đây mỗi tối, tiểu vào gối của người phụ nữ. Chuyện này đã kéo dài được một năm, vì tình trạng này nó đã bị mắng rất nhiều, nhưng nó không bao giờ thay đổi. Rồi họ đến gặp bác sĩ thú y. Các bác sĩ sau khi xem xét theo dõi đã nói, hành vi này được gọi là phun. Thay vì đi tiểu, phun là một trong những cách giao tiếp độc đáo giữa mèo và con người. Khi phun ra, cái đuôi của nó sẽ nhô lên như thế này, và đi tiểu thì cúi xuống như thế này. Chúng có những tư thế hoàn toàn khác nhau. Bác sĩ thú y cũng nói, lý do nó lại có hành vi này có thể là do sự bất mãn với môi trường sống hiện tại. Mèo là loài có ý thức về lãnh thổ rất cao, vì vậy nó cần một không gian riêng biệt. Nhưng bây giờ họ có hàng chục con thú cưng, khiến không gian trở nên chật chội và ồn ào hơn. Đó là lý do nó phun để biểu thị bất mãn. Có một câu nói rất đúng, trong thế giới của mèo thì không có chủ nhân, bạn chỉ là một trong số chúng, có thể cung cấp cho chúng đồ ăn ngon và tạo ra một môi trường thoải mái. Điều đó thật tuyệt vời biết bao. Trong chăn của người đàn ông xuất hiện một con mèo nhỏ. Trong tủ cũng có một con mèo. Nó kêu lên meo meo thật là dễ thương. Ngay cả trong ngăn kéo cũng có một con mèo con. Cả trong bịch khoai tây chiên cũng có một con. Nhưng điều kỳ lạ là người đàn ông dường như không nhìn thấy con vật nhỏ nhắn xinh xắn thế này. Sao có thể nhẫn tâm không để ý đến nó chứ? Hóa ra người đàn ông không thích mèo. Mèo con là do bạn gái anh ấy cố ý đặt đến trước mặt. Ước gì anh ấy có thể nhìn thấy con mèo nhỏ và chấp nhận những con mèo con đáng yêu này. Khi không có ai ở nhà, mèo con sẽ chủ động quan sát người đàn ông, leo lên máy tính của người đàn ông để tiếp cận anh, làm quen với anh ấy. Nhìn người đàn ông bận rộn, mèo con hiểu chuyện ngồi yên lặng dưới đất, chờ người đàn ông hoàn thành công việc. Lúc này, người đàn ông bắt đầu thay đổi thái độ với mèo con. Anh ấy không còn thờ ơ với chúng nữa, ngược lại không thể kìm lòng được mà xoa xoa đầu của mèo con. Thế là vừa làm việc vừa chơi đùa cùng mèo con. Vô thức, khi người đàn ông làm việc, luôn ôm lấy mèo con. Còn chưa đến 2 ngày, mèo con dựa vào sự mê hoặc của mình đã thành công chiếm được cảm tình của người đàn ông. Người đàn ông trở thành nhân viên xúc phân thực thụ, tắm cho mèo con thơm tho, tạo một tạo hình thật đẹp, sau đó ôm nó chơi đủ trò, vô cùng vui vẻ. Khi mèo con thức dậy không thấy người đàn ông, nó bắt đầu lo lắng tìm kiếm khắp nơi, càng kêu càng lớn tiếng, con sen đâu rồi, anh không cần em bé của anh nữa sao? May mắn là người đàn ông kịp thời xuất hiện, ôm mèo con trong lòng bàn tay, mèo con lúc này mới hài lòng. Thế này, bạn gái không cần lo họ chung sống bất hòa nữa rồi. Người đàn ông ban đầu chán ghét giờ đã thành yêu thích mèo con. Ai có thể cưỡng lại được một con mèo nhỏ dễ thương thế này cơ chứ? Nếu bạn yêu thích video này, hãy like và chia sẻ nhé!